Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Kinh Lăng Nghiêm, 25 Pháp Môn Viên Thông. Buổi giảng thứ tư, phần 1 trên 5 phần, trong tiết mục giữa thầy và trò được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 7 tháng 4 năm 2019 tại Đài Loan, còn được biết là Formosa. Thật sự không có chỗ. Các cô lại đến nữa rồi. Các cô bỏ chồng ở đâu mà đến đây chiếm chỗ của tôi? Xem kìa, họ đều ở đó. Các anh khỏe không? Dạ khỏe ạ. Có chật lắm không? Kỳ lạ, thời đại này rất nhiều người nữ tu hành, rất nhiều nữ chúng tu hành. Tội các anh. Ở nhà thì bị bắt nạt, còn đến đây thì bị đẩy tới đẩy lui. Thôi thì xuất gia cho rồi. Phật muốn quý vị xuất gia mà quý vị lại không muốn. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Y phục của tôi tươi sáng, màu sắc tươi sáng thì bắt mắt để mọi người nhìn chăm chú. Quần áo tối màu bên ngoài họ bán rất nhiều rồi, phải không? Khi tôi đi mua sắm bên ngoài tìm quần áo, lúc nào cũng chỉ có hầu như màu đen hoặc xám cà phê sữa hoặc màu này. Và nếu đến nhà đàn ông, nếu mở tủ quần áo của họ, toàn màu đen, nhiều, rất nhiều bộ vest, toàn màu đen. Đôi khi tôi đi bằng máy bay, trước khi hạ cánh, tôi nhìn xuống toàn màu đen, đàn ông nào cũng vậy. Đôi khi những người đàn ông vì lý do nào đó, họ tụ tập ngày hôm ấy và toàn màu đen. Người Đài Loan Formosa ngồi bên ngoài, chỉ những người hơn 65 tuổi được phép vào. Nếu còn chỗ, hầu như phía bên đó không có gì. Và phụ nữ đã chiếm phần nửa bên phía dành cho đàn ông rồi. Tôi tự hỏi những người đàn ông làm gì với đời sống của họ mà không cố gắng đạt khai ngộ, không gì cả. Phụ nữ thông minh hơn, tôi không biết tại sao. Hay là chính quý vị bảo chồng ở nhà chăm sóc mấy đứa nhỏ, ngoan nhé, ngoan ngoan, đúng không? Em sẽ về ngay nghe cưng. Nói ngọt ngào với chồng để... Nói ngọt ngào với chồng để anh ta làm việc cho quý vị. Tôi ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên tại sao phụ nữ thật thông minh và tại sao đàn ông lại không làm giống vậy, chỉ cần nũng nịu một chút thì quý vị có được cái mình muốn. Mấy anh không biết làm sao. Học từ vợ hoặc bạn gái làm giống như họ đó. Cho các cô cùng một loại thuốc. Nói gì đó. Nói mấy điều hữu lý. Tốt lắm. Cô ấy vừa nói cho chúng ta biết thần chú là vô dụng. Bởi vì chỉ có người đã tinh thông thần chú đó rồi truyền cho quý vị thì nó mới có tác dụng. Thành ra tâm ấn không thể viết thành lời. Quý vị không thể chỉ viết sách rồi đọc sách và trở nên khai ngộ, hoặc thấy ánh sáng thiên đàng nội tại, hoặc nghe âm thanh thiên đàng nội tại. Nó cần phải được truyền. Thì quý vị thấy đó, Meledeba làm việc bao nhiêu năm, xây không biết bao nhiêu nhà, bị đánh, bầm dập, mà vẫn không thấy gì, không nghe gì, thậm chí ở bên cạnh vị minh sư. Ngài che lại để, có lẽ Ngài không che lại, nhưng Meledeba không đủ thuần khiết, nghiệp chưa được tẩy sạch đủ, để thậm chí nhận thức được điều gì. Và ông còn lén đi đến đệ tử của vị minh sư, để lén học Pháp, vẫn không đạt được gì hết.
Tiện đầy nói những gì quý vị đang làm là quan niệm sai lầm. Chỉ là nhân tiện cô ấy làm tao nhớ lại một chuyện. Trước đây tao có hỏi nhiều người, có lẽ quý vị không có mặt ở đây, rằng khi ăn thì họ làm gì? Họ chỉ cầm bát lên như thế này và rồi... Ta hỏi họ thế nghĩa là sao? Họ nói, thưa sư phụ, chúng con cầu sư phụ gia trì trước khi ăn ạ. Tôi tưởng quý vị cúng dường tôi gì đó chứ ít nhất là từ tấm lòng. Tôi không ăn nó nhưng cái gì cũng về quý vị. Con. Rồi tôi hỏi họ sau tuần đó tôi lại ra gặp họ. Họ trả lời dạ bởi vì sư phụ muốn gặp chúng con. Rồi người khác thì nói sư phụ muốn gia trì chúng con. Và người khác nói vì sư phụ nghĩ ở đây chúng con bị lạnh nên tới để an ủi chúng con. Cái gì cũng chúng con. Quý vị phải nghĩ ngược lại. Đó là lý do ta dạy họ phải cúng dường chư Phật trước khi ăn, chứ không phải lúc nào cũng thỉnh cầu gì đó. Nhưng đây là truyền thống, luôn luôn cầu, ồ, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin gia trì thức ăn cho chúng con. Trời ơi, Thượng Đế đáng thương, bị lạm dụng, bị tận dụng. Hãy nghĩ ngược lại, hãy cúng dường gì đó, hãy biết ơn. Bản thân tôi không cúng dường gì cả, hầu như là không. Tôi chỉ cảm tạ Ngài, ít ra cảm ơn Ngài, tôi nói. Tất cả thức ăn đều thuộc về Ngài. Dù sao, mọi thứ đều thuộc về Ngài, làm sao tôi có thể cúng dường Ngài gì đây? Nhưng xin tạ ơn Ngài. Và cho dù tôi không cúng dường, Ngài biết rằng tôi rất biết ơn trong lòng cho tất cả những gì mà tôi có trong kiếp này. Nhưng đối với người thường, ít nhất quý vị nên biết ơn. Cúng dường Đức Phật sẽ không ăn đâu. Chỉ là ít ra tỏ sự hiếu thảo, lòng biết ơn. Chứ không phải lúc nào cũng gia trì chúng con, gia trì thức ăn, gia trì nhà con, gia trì cái này, gia trì mọi thứ đều là cho chúng con. Đó là quan niệm sai lầm. Dĩ nhiên, sư phụ sẽ gia trì thức ăn quý vị, nhưng tại sao quý vị không nói gì đó? Cảm ơn sư phụ, hoặc mong sư phụ cũng có thức ăn ngon và thưởng thức hoặc gì đó. Lúc nào cũng gia trì, ban cho con. Như vậy là sai, hiểu không? Dạ, sư phụ. Như vậy là sai. Cha mẹ cho quý vị mọi thứ, cho đến khi quý vị khôn lớn, điều này đúng. Nhưng đôi khi thỉnh thoảng, quý vị cần phải tặng cho họ gì đó. Cho dù họ không yêu cầu, quý vị cũng đưa họ đến tiệm ăn, nấu cho họ món gì đó. Không phải cha mẹ suốt đời cứ luôn cho mình, rồi khi mình đã trưởng thành, mình vẫn muốn lấy thứ gì đó. Đó là quan niệm sai lầm. Chúng ta cần phải thay đổi, chúng ta phải tốt hơn, thay vì cứ lấy. Nhỡ khi quý vị không biết, có lẽ một số quý vị biết rồi. Rồi, tôi đã đánh dấu ở đâu nhỉ? À, đây rồi. Tôi thấy nhiều màu xanh, đó là lý do. Dấu xanh này là chỗ đó. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị minh sư nhập Niết Bàn, và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ, hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, để dịch kinh điển, để tôi có thể đọc cho quý vị. Chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng. Mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Theo các tín đồ và truyền thống Phật giáo, thì khi đọc kinh này kia là phải thắp hương, dâng hoa, lễ bái cuốn kinh trước, kính cẩn cảm tạ chư Phật và Bồ Tát mười phương, rồi mới đọc. Rồi cũng phải phủ khăn lụa thuần chai hay là miếng vải đẹp lên cuốn kinh đó, nhưng tôi làm theo cách bình dị hơn, dễ dàng và đơn giản hơn. Xin tất cả chư Phật thứ lỗi cho. Tôi nói nếu tôi có làm gì không đúng theo truyền thống,
Nhưng tâm tôi vẫn hết lòng tôn kính. Có điều tôi không thể làm vậy hoài được, cho nên tất cả tội lỗi, bất cứ điều gì tôi làm sai, tôi xin nhận lãnh tất cả. Để ít ra người khác, khi họ nghe tới danh hiệu của chư Phật, thì họ cũng được lợi ích theo như kinh điển đã nói. Vị cuối cùng mà chúng ta nói đến là vị tỳ kheo, quán tưởng về thân thể và thế giới, và nhận ra rằng mọi thứ bình thường đều thuần khiết, nhưng rồi quan niệm sai lạc hoặc điều uế trược nào đó khởi sinh, và rồi trộn lẫn với nó và làm nó trở nên không thanh tịnh. Ban đầu, mọi thứ đều từ Phật, đây là điều ông nói, nhưng rồi một số hư vọng có nghĩa là uế trược khởi sinh, và sau đó nó trộn lẫn với nhau, rồi nó trông như vậy. Thế nên ông quán tưởng điều đó và đã đạt khai ngộ. Bây giờ là vị tỳ kheo kế tiếp. Nguyệt Quang Đồng Tử. Có lẽ ông còn rất trẻ. Là một vị tăng trẻ có danh hiệu là Nguyệt Quang, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật. Và thưa với Phật rằng, con nhớ cách đây rất lâu, vô số kiếp nhiều như cát sông Hằng. Có Đức Phật xuất hiện ở thế gian danh hiệu là Thủy Thiên. Ngài dạy cho chư vị Bồ Tát tu quán tưởng nước và nhập định. Còn quan sát trong thân, tánh nước chẳng nghịch nhau. Con bắt đầu quan sát nước mũi và nước bọt đi qua dịch vị đờm dãi, tinh dịch, huyết, đến nước tiểu và phân. Khi nó luân chuyển qua thân thể con, tánh nước đều giống nhau. Con thấy tánh nước trong thân con hoàn toàn không khác biệt với tánh nước ở thế giới bên ngoài. Ngay cả tánh nước hương thủy của quốc độ Phù Tràng Vương. Lúc ấy, khi con mới thành tựu pháp quán nước này, con chỉ thấy nước, con vẫn chưa vượt qua thân thể. Lúc ấy con là một tỳ kheo, có nghĩa là lúc đó, và bây giờ ông cũng là tỳ kheo, nhưng lúc đó ông đã là tỳ kheo. Và có một lần, khi con đang thiền trong thất, Dhyana có nghĩa là thiền định, Zen, một đệ tử của con, nhìn vào qua cửa sổ và chỉ thấy toàn là nước, đầy trong thất, mà không thấy gì khác. Chú Tiểu, đó là đệ tử của ông, không biết, mới nhặt viên ngói và ném vào nước trong thất. Vị tỳ kheo này đang quán tưởng nước, vì vậy ông thậm chí đã đồng hóa mình với nước. Ông rất tập trung đến mức không có gì khác ở đó ngoài trừ nước. Và đệ tử của ông chỉ thấy nước. Đệ tử này chỉ là một đứa bé. Thông thường họ thấy nước và đôi khi họ ném hòn đá để thấy nó kêu bổng. Đại khái vậy, để thấy những làn sóng gợn tròn. Họ làm vậy mà không có lý do. Nó rơi xuống nước, đánh tõm. Chú Tiểu nhìn quanh rồi bỏ đi. Khi con xuất định, con chợt thấy đau nhói trong tim. Và con cảm thấy giống như Xá Lợi Phất. Có lẽ đã cảm thấy khi Ngài gặp con ma hung ác ấy. Đó là một chuyện khác. Con thầm nghĩ, con đã là A-la-hán và từ lâu đã lìa khỏi các duyên dẫn đến bệnh tật, nghĩa là ông sẽ không bao giờ bị bệnh. Tại sao hôm nay con bỗng dưng bị đau trong tim? Con sắp mất đẳng cấp bất thoái chuyển rồi sao? Ý nghĩa của bất thoái chuyển là giống như không quay lại, nghĩa là quý vị luôn luôn tiến lên, không bao giờ trở lại sự hiện hữu vật chất nữa. Nghĩa là quý vị đã tiến rồi sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng ông hoài nghi, bởi vì ông bị đau trong tim. Và ông nghĩ có lẽ ông đã mất địa vị đó, có lẽ ông cần phải, có lẽ một ngày nào đó trở về thân phận bình thường, như con người hay gì đó, trong vật chất. Ngay lúc đó,
Ông thắc mắc như vậy. Ngay lúc đó, chú tiểu chạy đến và kể lại sự việc đã xảy ra. Con liền nói với chú, khi nào thấy nước nữa, con có thể mở cửa, lội vào trong nước và lấy viên ngói ra, làm lại hành động ngược lại. Chú tiểu vâng lời, nên khi con nhập định lại, chú lại thấy nước và cả viên ngói nữa. Chú mở cửa và lấy nó ra ngoài. Tưởng tượng xem ha. Khi con xuất định thân thể con bình thường như trước. Nghe như chuyện thần tiên. Tưởng tượng xem, quý vị đã tập trung rất cao độ để thậm chí trở thành giống hệt như nước, giống như bất cứ đối tượng nào mà quý vị tập trung vào. Thế mà quý vị không thể loại bỏ bất cứ gì bỏ thêm vào bản thể của mình. Lúc đó, chẳng hạn như một hòn đá hoặc viên ngói từ đứa trẻ. Tưởng tượng xem, cho nên cộng nghiệp có xảy ra, có hiện hữu. Là vậy đó, mặc dù chúng ta không làm điều gì sai, nhưng nếu kết giao với những người xấu, họ cũng có thể làm ô nhiễm và gây rắc rối cho quý vị. Thậm chí người thời nay cũng hiểu điều đó, họ nói, chọn bạn mà chơi. Và trong Kinh Thánh cũng nói, đừng giao du với những người ăn thịt, uống rượu. Thời xưa và thời nay đều giống nhau, có trí huệ giống nhau, rằng chúng ta nên chọn bạn cho cẩn thận nếu được. Đôi khi chúng ta không thể, thì hãy tự bảo vệ mình bằng năm hồng danh và bất cứ lực lượng thiền định nào của quý vị. Cầu Minh Sư bảo vệ quý vị và có lẽ quý vị sẽ ổn. Đó là vấn đề. Chúng ta sống trong xã hội, không thể lúc nào cũng tránh được. Đôi khi tôi nói nhà, nhưng thật sự không phải thế. Khi tôi nói nhà tôi, thật sự đó là hang động, bởi vì chúng ta luôn luôn nói nhà tôi. Hang động là hiện tượng rất hiếm, nên tôi quên. Giống như gần đây, tôi phải nói với một đấng danh hiệu là Minh Sư Tối Thượng, tự tánh. Và tôi cứ quên danh hiệu đó hoài, tôi cứ nói Vô Thượng Sư. Minh sư tối cao, đấng vô sở bất tại, đấng toàn năng, đủ danh hiệu, ngoại trừ Minh Sư Tối Thượng. Và tôi phải nói lại lần nữa, tôi nói xin lỗi, tôi quên. Tôi phải nói Minh Sư Tối Thượng. Khi tôi nói chuyện với đấng đó, đại ngã của tôi, gì cũng được, đó là thói quen. Khi có gì đó mới, thì khó mà nhớ. Vì vậy, đạt đại khai ngộ, không giúp quý vị tránh khỏi mọi khó khăn quanh mình. Chỉ cần luôn luôn cảnh giác và tự bảo vệ mình với tất cả những gì quý vị có, và cũng cầu sư phụ nữa để luôn luôn sẵn sàng. Nhưng đôi khi đó không phải vì cộng nghiệp. Đôi khi đó là vì nghiệp của quý vị. Quý vị đã làm gì đó trong quá khứ và điều đó ảnh hưởng đến hiện tại. Đây là duyên nghiệp mà qua đó quý vị sinh ra và sống cho đến khi quý vị chết. Đó là nghiệp hiện đời. Hoặc có lẽ trong kiếp này quý vị đã làm gì đó mà quý vị quên. Nghiệp thêm vào. Sau khi tâm ấn, nếu quý vị không tạo thêm nghiệp thì quý vị sạch sẽ, đủ an toàn. Nhưng nếu quý vị kết giao với người khác, dĩ nhiên thì không suôn sẻ như quý vị. Chỉ nếu vào lúc thọ tâm ấn, quý vị không giao tiếp với ai cho đến khi quý vị lìa đời, thì có lẽ ít rắc rối hơn. Nhưng nói thì dễ, mà làm thì khó. Bằng không, quý vị đã không đến đây. Quý vị đã ở lại với tôi rồi, hoặc quý vị đã xuất gia nơi nào đó, hoặc ở lại nơi nào đó, tự mình vui hưởng. Ở bên ngoài cảm thấy cô đơn hơn là khi quý vị ở một mình. Tin tôi đi, nó là như vậy đấy. Tôi cảm thấy cô đơn hơn khi vào thành phố đông người hay vào nhà hàng. Lối sống đó, tôi cảm thấy cô đơn hơn so với khi sống một mình ở Hy Mã Lạp Sơn. Và tôi cảm thấy mùi vị thức ăn không thuần khiết bằng
mặc dù rất nhiều hương vị vẫn không ngon bằng khi ở Himalap Sơn. Tự mình nướng bánh chapati thuần chay ăn với bơ đậu phộng và uống nước sông Hằng. Nhân tiện, hôm nay chúng ta đề cập đến thời gian hạnh phúc của tôi. Thời gian hạnh phúc nhất, và quý vị nói, ồ, tất cả chúng ta có thể đi đến đó, nếu quý vị đến đó thì đâu còn là thời gian hạnh phúc nhất nữa. Có gì khác biệt đâu. Nếu tôi ngồi nói chuyện với quý vị hay ngồi đây nói chuyện với quý vị thật dễ thương. Ý tôi là ở một mình, trong một túp lều nhỏ, sống với bò cạp và rắn rết, bất cứ gì. Tôi không cảm thấy sợ như khi tôi sống trong thành phố. Nỗi sợ hãi này là từ những người quanh mình, hoặc từ hoàn cảnh, hoặc từ thế giới nó lây sang mình. Cho dù sống giữa con người với nhau, quý vị đôi khi vẫn có cảm giác kỳ lạ sau đó. Một cảm giác không an toàn. Vì vậy, tôi phải luôn khóa cửa, ít nhất là để được an tâm. Bằng không, mỗi tiếng động nhỏ bên ngoài hay gì đó cũng làm tôi sức định, không cảm thấy an toàn. Thậm chí đôi khi tôi quên khóa cửa và thiên đàng đánh thức tôi dậy nói, an ninh. Ta hỏi, an ninh nghĩa là gì? Có chuyện gì sao? Và rồi tôi nhìn quanh, chưa khóa cửa. Thật buồn cười, thật buồn cười. Và họ sẽ gửi thông điệp cảnh báo nào đó. Tôi có kể quý vị lâu rồi rằng khi họ gửi thông điệp có một số âm thanh như âm nhạc du dương, hoặc như tiếng điện thoại reo, hoặc như tiếng máy phát, hoặc như tiếng tin nhắn báo thức, hay đại khái vậy. Nhưng nếu ngồi bên cạnh tôi, quý vị sẽ không nghe được, chỉ là âm thanh rất lớn. Đôi khi âm thanh rất lớn, ý tôi là đủ lớn cho tôi nghe. Thậm chí trong lúc ngủ, tôi sẽ thức giấc ngay lập tức. Và tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Lúc đó, họ sẽ gửi điện thư cho tôi. Thông thường, nó rất ngắn. Nó không dài bởi vì nếu quá dài, tôi sẽ quá mệt không xem được. Nó đi ngay vào điểm chính và ngắn gọn. Rất ngắn. Một hoặc hai câu, năm chữ, ba chữ, bốn chữ hoặc một chữ. Và họ để mình đoán ý nghĩa của phần còn lại. Thành ra khi họ nói an ninh, tôi tự hỏi là gì? Rồi tôi nhìn xung quanh. À, hiểu rồi, có lẽ là cửa. Và đôi khi tôi muốn đi đâu đó và họ nói với tôi, không được đi. Họ chỉ nói đừng đi, thế thôi. Và tôi phải tìm hiểu tại sao, hoặc phải hỏi họ tại sao vậy. Vì tìm hiểu mất quá nhiều thời gian, tôi cần phải đến A Lại Gia Thức hay gì đó rất mệt nhọc. Cho nên tôi hỏi họ tại sao và rồi họ nói tôi biết, có lẽ chỉ ngắn gọn, không an toàn, hoặc nguy hiểm, chỉ thế thôi. Thế là rõ ràng rồi, không cần giải thích. Nhưng nếu tôi muốn biết tại sao nguy hiểm, thì dĩ nhiên họ sẽ giải thích. Họ cũng có thể nói rất dài dòng, nhưng hầu hết họ biết tôi không thích dài dòng. Nên họ nói ngắn gọn. Ờ, quyển lịch nữa rồi. Quý vị thích phần quyển lịch, phải không? Nào. Bây giờ, vị tỳ kheo tiếp tục, con đã gặp vô lượng chư Phật và tu Pháp này cho đến khi Đức Sơn Hải Tự Tại, Thông Vương Như Lai xuất hiện. Đó là danh hiệu của vị Phật khác cho đến thời đó. Ông tu tập cho đến khi vị Phật đó xuất hiện trong đời và thế giới của ông, thì con mới chứng đắc vô thân. Tánh nước của con và tánh nước của biển Hương Thủy ở khắp mười phương đều y hệt chân không, chẳng hai hoặc chẳng khác biệt. Này ở trước Như Lai, con được gọi là đồng chân và tham dự vào hội chúng của chư vị Bồ Tát. Có nghĩa, lúc nào ông cũng rất thuần khiết như vậy, không bao giờ cảm thấy thân thể. Ông luôn luôn thấy bản thân đồng nhất với hương biển, với tánh nước của biển, hoặc sông, bất cứ nguồn nước nào, ông hoàn toàn không có thân thể, lúc nào cũng vậy. Ông có thân thể nhưng có lẽ ông quá tập trung. Nên mặc dù ông đã sinh ra nhưng luôn luôn cảm thấy ông là nước. May mắn là không ai tiếp tục ném đá vào thân thể ông, bằng không, không những đau tim, mà gan và phổi và đau khắp nơi. Hãy tưởng tượng, đi ngoài đó và thấy khối nước di chuyển trước mặt.
hoặc đằng sau quý vị. Có phải quý vị sẽ cảm thấy được rồi, thử cái coi, ném bùm, xem là nước thật hay là ảo tưởng quý vị. Đừng làm vậy nha. Nếu thấy một khối nước di chuyển trước mặt quý vị thì hãy tránh xa ra, quý vị có thể bị ướt. Và đừng ném đá vào ông. Bây giờ ông tham dự vào hội chúng của Phật Thích Ca Mâu Ni. Và rồi ông xuất gia. Phật hỏi về viên thông. Bởi pháp của tánh nước, con đã thấu suốt sự lưu thông thuần một vị và đạt vô sanh nhẫn. Và viên mãn đạo quả Bồ Đề, đây là pháp môn cao nhất, tập trung vào nước. Vậy không phải như ông chỉ quán tưởng vào nước thôi, mà đủ loại nước khác nhau, thấy không? Thậm chí nước đó hòa lẫn với phân hoặc nước tiểu của mình. Ông thuần khiết đến mức ông thậm chí có thể, ông không có sự phân biệt. Tất cả đều như nước thuần khiết đối với ông. Thành ra ông nói ông đã thành tựu việc quán tưởng nước cho đến khi chỉ còn một hương vị. Một hương vị nước, không có sự khác biệt giữa nước hay nước ô uế hay nước thuần khiết đối với ông. Rồi, vị kế tiếp. Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử là danh hiệu của ông. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật và thưa với Phật rằng, con vẫn có thể nhớ lại quá khứ cách đây hàng ức kiếp nhiều như cát. Xong hàng, quý vị biết hết rồi. Có lẽ tôi không cần đọc, tôi chỉ cần danh hiệu, đọc danh hiệu và quý vị thêm vào phần còn lại trong đầu. Tôi đọc vì lợi ích của ai đó ở nhà mà không có mặt ở đây. Bằng không, quý vị biết hết rồi. Con nhớ vào thời Đức Phật có danh hiệu là Vô Lượng Thanh. Đời đời kiếp kiếp, luôn luôn có chư Phật đến rồi đi. May mắn cho chúng ta. Ngài khai thị cho chư Bồ Tát về bổn giác diệu minh. Ngài đã dạy họ quán tưởng thế giới này và tất cả chúng sinh trong đó đều là duyên hư vọng, bị sức gió lai động. Vị Phật thời đó bảo đệ tử của Ngài hãy nhận ra rằng dù sao thế giới này và mọi thứ trong đó đều là ảo tưởng bởi sức gió, nghĩa là từ hư không. Nó sinh ra từ hư không. Sức gió làm sao có thể tạo ra được gì? Vậy đó có nghĩa là ảo tưởng, thế giới này là giả. Cho nên hãy quán tưởng vào đó. Lúc ấy con quán tưởng sự an lập của thế giới và quan sát khi thời gian trôi qua trên thế giới. Con quán thân thể khi động, khi tịnh. Con xem xét tâm động niệm của mình. Tất cả những tánh động này đều là một, đều bình đẳng như nhau. Khi ấy con giác ngộ rằng tánh động này chẳng từ đâu đến và cũng chẳng đi về đâu. Mỗi hạt vi trần khắp mười phương và mỗi chúng sinh đảo lộn trong đó đều đồng một tánh hư vọng. Đảo lộn ha, quý vị không bao giờ biết bây giờ địa cầu đang hướng lên hay hướng xuống. Chúng ta ngồi thẳng ở đây nhưng có lẽ đầu mình dốc ngược xuống, chúng ta không biết. Thế giới liên tục quay và đôi khi chúng ta hướng lên, đôi khi chúng ta hướng xuống. Vậy mỗi chúng sinh đảo lộn trong đó là sự thật. Vậy tất cả đều là không, là ảo tưởng. Và vì vậy, suốt tam thiên đại thiên thế giới, chúng sinh trong mỗi thế giới giống như rất nhiều mũi bị nhốt trong lọ và cứ kêu vo ve. Khi bị nhốt trong vài tấc vuông, chúng kêu vo ve ầm ĩ. Không lâu sau, con gặp Đức Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni. Con liền đạt vô sanh nhẫn. Tâm con khai mở và con có thể thấy quốc độ của Đức Phật bất động ở phương Đông. Con thành vị Pháp Vương Tử và phụng sự chư Phật khắp mười phương.
Thân tâm con phát rạng sáng, chiếu triệt vô ngại. Phật hỏi về viên thông. Con nhờ quán tưởng sức gió vốn không có chỗ nương, mà giác ngộ tâm Bồ Đề. Con vào chánh định và hòa nhập với tâm vi diệu của cùng mười phương chư Phật. Đây là pháp môn bậc nhất. Theo ông, quán tưởng vào gió, quý vị làm được không? Có nghĩa là tánh của gió, ý ông nói là tánh của gió. Quý vị phải thật sự tập trung, vì tánh thể sẽ được tiết lộ cho quý vị, không phải là về gió, bởi vì quý vị không thấy gió, quý vị không thể sờ gió, quý vị thậm chí không thể tưởng tượng gió là gì. Nhưng nếu quý vị tập trung, quý vị nghĩ về nó đủ lâu. Ngoài ra, bởi vì Phật truyền pháp này, bởi lực lượng của Phật, mọi điều sẽ trở nên thông suốt cho người tu hành. Vậy, ông nghĩ tập trung vào gió là pháp của ông. Có rất nhiều pháp khác nhau. Ở Lạc Việt Nam, có một vị minh sư nói với đệ tử của ông rằng chỉ cần nằm hoặc ngồi xuống và nhìn lên trần nhà và đặt một miếng vải màu đỏ, tập trung vào đó, và họ cũng ổn. Lâu lắm rồi, một trong các vị minh sư ở Lạc Việt Nam đã dạy pháp đó, chỉ tập trung, hoặc người nào đó tập trung vào ánh sáng của nến. Nào, một vị khác, đã rõ mọi điều về vị tỳ kheo đó chưa? Từ ông ấy, ha? Rồi chúng ta nói sang vị kế. Truyền càng rõ chừng nào, thì lịch càng ngắn chừng ấy, và tôi cũng thích nữa. Vì bây giờ quý vị đã hiểu quá nhiều thứ rồi, tôi không cần phải giảng giải nữa, đúng không? Thậm chí tôi chỉ cần nói một từ, quý vị có thể điện phần còn lại, phải không? Các sông hằng, vô lượng ức kiếp. Bây giờ có vị tỳ kheo khác, có danh hiệu là Hư Không Tạng Bồ Tát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật, và thưa với Phật rằng, Đức Như Lai và con đã đạt được vô biên thân ở chỗ của Đức Phật, Định Quang. Đó là một trong những vị cổ Phật. Lúc ấy, tay con cầm bốn hạt châu lớn, chúng chiếu sáng các cõi Phật nhiều như vi trần trong mười phương và biến đổi những cõi đó thành hư không. Trong tâm con hiện ra một cái gương hoàng mỹ to lớn, trong đó phóng ra mười loại hào quang báo vi diệu, soi khắp mười phương đến tận cùng ranh giới của hư không. Hết thảy các cõi phù tràn vương đều phản chiếu trong gương, rồi vào trong thân con. Thân con đồng như hư không và chẳng hề chướng ngại lẫn nhau. Thân con dễ dàng vào các cõi nhiều như vi trần và có thể làm Phật sự khắp nơi, bởi vì thân con đã trở nên hoàn toàn phục tùng. Con đạt thần lực lớn này là do quán tường tận về tứ đại, không có chỗ nương, sinh ra và diệt vong do vọng tưởng, không khác với hư không. Tất cả các cõi Phật cơ bản đều giống nhau. Khi ngộ ra tánh này, con đã đạt vô sanh nhẫn. Phật hỏi về viên thông. Con nhờ quán tưởng hư không vô biên mà vào chánh định và đạt được diệu lực viên minh. Đây là pháp môn bậc nhất. Quý vị hiểu điều đó không? Một vị khác quán tưởng hư không vô lượng. Nhưng dù sao nó không phải thế,
Đó là lực lượng của Đức Phật truyền cho ông. Đánh thức trong ông khả năng này. Đó là tâm sáng tỏ và thuần khiết để nhận ra những điều vi diệu mà người thường không thể và bình thường. Trước đây, ông cũng không thể nghiệm được. Vậy, đó là pháp môn của ông. Tôi chỉ đọc lại để xem có điều gì cần giải thích hay không. Có cần giải thích gì không? Dạ, không. Không hả? Quý vị khai ngộ rồi, phải không? Bây giờ, vị tiếp theo là Bồ Tát có danh hiệu Di Lặc. Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật và thưa với Phật rằng, còn nhớ vô lượng kiếp trước, nhiều như vi trần. Ồ, có sự thay đổi, không phải nhiều như các sông Hằng nữa. Tốt. Đức Phật có danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Ồ, Ngài rất nhiều ánh sáng, mặt trời, mặt trăng và đèn. Thời xưa, họ có những danh hiệu vĩ đại, danh hiệu tốt lành xuất hiện ở thế gian. Con theo Phật xuất gia, nhưng tâm con còn tham đắm danh lợi thế gian và thích giao du với người quyền quý, làm bạn với những người có thế lực, thay vì nhất tâm nghe hay tu tập giáo lý của Phật. Ông vẫn còn kết giao với những người có quyền lực, có được uy thế hay một số lợi lộc. Lúc ấy Thế Tôn, có nghĩa là Đức Phật. Lúc ấy Thế Tôn đã dạy con tu tập pháp định, duy tâm thức, chỉ là tâm thức, và con đã nhập vào chánh định. Nhờ chánh định này, trong nhiều ức kiếp, con phụng sự chư Phật, nhiều như các sông Hằng. Tâm mong cầu danh lợi thế gian đã tiêu tan hoàn toàn, không còn trở lại. Được thanh tẩy đã dứt với danh lợi thế gian. Khi Đức Phật Nhiên Đăng xuất hiện ở thế gian, cuối cùng con thành tựu vô thượng diệu viên, thức tâm chánh định. Con đã đi đến cùng tận hư không, hết thảy quốc độ của Như Lai, thanh tịnh hay uế trược, hiện hữu hay không hiện hữu, đều là từ tâm của con, biến hóa hiện ra. Ông nhận ra toàn vũ trụ bên trong chính ông. Đức Thế Tôn, ông bây giờ thưa với Phật, thưa Đức Thế Tôn, do con hiểu rõ tâm thức chỉ là như vậy, nên thức tánh biểu lộ vô lượng Như Lai, nay được thọ ký, sẽ là vị Phật kế tiếp. Chà, Phật hỏi về viên thông. Con quán sát tường tận rằng mười phương đều chỉ tồn tại từ tâm thức, chỉ từ tâm thức của chính mình. Khi tâm thức trong sáng và viên mãn, người đó nhập vào viên thành thực tánh. Người đó rời xa y tha khởi tánh và biến kế chấp tánh, rồi đạt được vô sanh nhẫn. Đây là pháp môn cao nhất. Nói triết lý rất nhiều, nhưng chỉ có nghĩa là ông đã khai ngộ, hiểu không? Đơn giản, rõ ràng. Vậy, đối với ông, tu dưỡng tâm thức là pháp tốt nhất. Vị tiếp theo, Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng hạng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ với chân Phật và thưa với Phật rằng, còn nhớ thuở xưa nhiều như vô lượng kiếp và ức kiếp. Giỏi, tốt. Quý vị có trí nhớ tốt. Vậy, nhiều ức kiếp về trước như các sông Hằng. Có Đức Phật danh hiệu là Vô Lượng Quang xuất hiện ở thế gian. Cũng trong ức kiếp ấy, có 12 Đức Như Lai kế nhau xuất hiện. Ồ, cùng trong ức kiếp ấy, không cùng một lúc.
ức là một thời gian vô cùng lâu. Vậy 12 vị Phật đã xuất hiện trên thế gian. Cùng với Đức Phật này, tổng cộng là 13 vị Phật xuất hiện trong một ức. Vậy, bao nhiêu trăm ngàn năm mới có một vị Phật xuất hiện? Rất nhiều, rất nhiều. Không phải mỗi ngàn năm mới có một vị Phật xuất hiện, không nhất thiết. Có lẽ vì thầy dạy cùng một pháp môn nhưng không phải là minh sư. Đó là chuyện khác. Chuyện khác. Đức Như Lai sau cùng có danh hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Vậy nếu quý vị thấy vị Phật này, có lẽ quý vị phải che thân lại. Bởi vì ánh sáng của Ngài còn sáng hơn cả mặt trời. Chúng ta nhìn mặt trời đã khó rồi. Ngài mà sáng hơn mặt trời, chúng ta làm gì đây? Đi gặp Phật thì mua kính mát, đơn giản. Nhưng vẫn phải đi gặp Ngài. Mua kính mát và che thân quý vị. Đức Phật, Ngài vẫn còn đó chứ? Vị Phật đó đã dạy con pháp niệm Phật chánh định, giống như ngày nay. Tông phái Liên Hoa của Phật giáo, phái Thiền Tông của Phật giáo, họ cứ niệm gì đó, hoặc họ niệm danh hiệu của Phật A-di-đà. Và pháp đó được gọi là pháp niệm danh hiệu Phật. Rồi quý vị có thể nhập định. Lẽ ra phải vậy, như ở đây. Ví như có người luôn luôn nhớ một người khác, nhưng người mà họ nhớ lại hoàn toàn quên họ. Nếu hai người như thế gặp nhau, cho dù họ gặp nhau, họ sẽ không để ý, họ sẽ không nhận ra nhau. Nhưng nếu hai người nhớ nhau thật sâu đậm trong tâm niệm, thì đời đời kiếp kiếp họ sẽ cùng nhau như hình với bóng, không bao giờ bất đồng với nhau. Vì thương xót, chư Như Lai thập phương thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu con bỏ trốn, thì dù mẹ có nhớ nào có ích gì? Nhưng nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì đời đời kiếp kiếp mẹ con sẽ không cách xa nhau. Nếu chúng sinh nhớ Phật, tưởng nhớ đến Phật, họ chắc chắn sẽ gặp Phật đời này hoặc đời vị lai. Họ sẽ không bao giờ xa Phật, và tâm sẽ tự thức tỉnh, và tâm sẽ tự khai ngộ mà không cần nhờ vào phương tiện. Một người gần hương thì thân sẽ có mùi hương. Trường hợp này cũng giống vậy. Đây gọi là hương quang trang nghiêm. Ở cõi nhân quả, con dùng tâm niệm Phật mà vào vô sanh nhẫn. Thời xưa, đôi khi họ dùng cách diễn đạt khác so với chúng ta ngày nay. Khó phiên dịch. Nay trong cõi này, còn nhiếp thọ, dù là gì đó là đạt khai ngộ, hiểu chứ, chỉ là đạt khai ngộ. Nay trong cõi này, còn nhiếp thọ những ai tưởng nhớ niệm Phật và mang họ trở về tịnh thổ. Phật hỏi về viên thông. Con sẽ không chọn gì khác ngoài việc tu nhiếp tất cả sáu căn bằng tịnh niệm liên tục để đạt chánh định. Đây là pháp môn cao nhất. Cho dù đó là pháp nào quý vị cũng không muốn tu, phải không? Vậy không cần giải thích. Chỉ làm cho đầu óc quý vị thêm đậy. Bởi vì đã đạt khai ngộ, ông thậm chí có thể dẫn các chúng sinh khác và giúp họ đi đến tịnh thổ, cũng giải thoát cho họ nữa, cho dù đó là pháp nào cũng không tệ. Ông đủ khai ngộ để đưa một số người theo ông, một số linh hồn trở về Phật thổ. Nên ông nghĩ đó là pháp môn tốt nhất. Thu nhiếp tất cả sáu căn qua tịnh niệm liên tục.
Nghĩa là ông chỉ chuyển mọi cảm xúc từ bất cứ cơ quan nào trong thân ông và chỉ tập trung. Thay vì chú ý đến tim bơm máu, hoặc gan bị đè nén, hoặc máu chảy qua thân, qua phổi của ông hay gì đó, ông chỉ biến hóa tất cả chúng vào nhất tâm định thanh tịnh. Khi đó ông đạt chánh định và có lực lượng này. Cho nên đối với ông, sự biến hóa thu nhiếp tất cả nội tạng cùng vào một tâm định là pháp môn tốt nhất. Lúc ấy, bây giờ chúng ta gần phần kết rồi, Quán Âm Bồ Tát. Bây giờ chúng ta đang ở phần kết, nhưng có một quyển lịch đang đến từ lực lượng của Ngài. Hãy chú ý, Quán Âm Bồ Tát là vị VIP quan trọng ở đây. Và Ngài sẽ nói cho quý vị biết lợi ích của việc tu pháp môn Quán Âm. Không chỉ là tại sao, mà còn là cách Ngài có được lực lượng. Và Ngài có thể làm gì với lực lượng đó để giúp ai? Nơi nào ra sao? Rất quan trọng. Hãy lắng nghe. Quán Thế Âm Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Trong đây, Ngài là người nam. Ở Á Châu, hầu như khi nói về Quán Âm Bồ Tát, chúng ta luôn tưởng tượng Ngài như người nữ, bởi vì khi chúng ta biết về Ngài, Ngài là người nữ. Trong truyền thuyết nào đó, Ngài trở thành Bồ Tát qua hình sắc của người nữ, và Ngài xuất hiện trước đa số đệ tử vào thời đó hoặc sau thời của Phật trong hình thể của người nữ, điểm tô với y phục tôn nghiêm và bình nước và cành liễu để tịnh hóa quý vị bằng nước. Đó là hình ảnh mà người ta biết đến Ngài ở Trung Quốc cũng như ở Hồ Lạc Việt Nam. Nhưng ở đây bên Ấn Độ thời đó, Ngài là người nam. Rồi Quán Thế Âm Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật và thưa với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn nhớ nhiều kiếp về trước, như cát sông Hằng. Ồ, trời ơi, quý vị giỏi quá. Quý vị sẽ đậu bài thi bất cứ lúc nào. Có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, danh hiệu là Quán Âm. Âm thanh của thế giới. Âm thanh, nhiều âm thanh. Còn phát tâm Bồ Đề từ Đức Phật đó, có nghĩa là Ngài quyết định muốn đạt tâm Bồ Đề, đạt khai ngộ, đạt quả vị Phật, trí huệ Bồ Đề. Vị Phật đó đã dạy con vào chánh định qua quá trình lắng nghe và quán chiếu. Ban đầu, con vào dòng qua sự lắng nghe và quên hết các trạng thái bên ngoài. Vì đối tượng cảm giác và các cơ quan cảm giác vắng lặng, hai tướng động và tịnh đều rõ ràng và không sinh. Sau khi dần dần tăng tiến như thế, tánh nghe và tướng bị nghe, thảy đều biến mất. Một khi cái nghe chấm dứt, thì không còn gì để trụ nương. Sự nhận biết và đối tượng của nhận biết trở nên trống không. Khi sự trống không của nhận biết đạt đến viên mãn cực độ, thì sự trống không và những gì được trống không đều tan biến. Vì sinh diệt đã diệt, thì tịnh diệt sẽ hiện tiền, tĩnh lặng, yên tĩnh. Bỗng nhiên con vượt ra ngoài thế gian và xuất thế gian. Và khắp mười phương một thể sáng suốt, viên mãn hiển bày. Con đạt hai trạng thái thù thắng. Thứ nhất, con thăng lên để hợp nhất với bổn giác diệu tâm của chư Phật mười phương. Và con đạt sức từ bi đồng nhất với chư Phật mười phương Như Lai. Cha, bất khả tư nghị, chỉ nghe thôi mà đã vậy. Quán âm thanh thế giới không có nghĩa là âm thanh thế gian.
Vì trong Kinh Kim Cang, Đức Phật cũng nhắc người tu hành rằng nếu nương tựa vào âm thanh hoặc hình sắc để đạt khai ngộ, thì quý vị sẽ không bao giờ thấy Phật. Ý của Ngài là ánh sáng thường, âm thanh thường ở đây. Và hình sắc có nghĩa là có lẽ chỉ nương tựa vào hình tượng của Đức Phật. Đại khái vậy. Hoặc tụng kinh hay những việc ồn ào, quý vị sẽ không thể đạt quả vị Phật. Ý của Ngài là vậy. Kinh Kim Cang là bộ kinh rất nổi tiếng khác. Vì Đức Phật đã dạy, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vào thời đó nhập chánh định qua pháp lắng nghe và quán chiếu. Nếu cứ tập trung và nghe âm thanh bên ngoài, quý vị không có cách nào nhập vào chánh định. Nếu Đức Phật bảo quý vị tiếp tục nghe âm thanh xung quanh quý vị, thì quý vị không thể nào nhập được vào chánh định. Và quán chiếu cũng vậy, quán tưởng âm thanh đó. Vậy đó không phải là âm thanh mà chúng ta thường nghe, nhưng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đạt hai trạng thái thù thắng. Rồi Ngài hợp nhất với chư Phật mười phương và có thể sử dụng năng lực hồi hướng lòng từ bi và hồi hướng sức mạnh từ chư Phật mười phương. Nếu quý vị đồng nhất thể với Minh Sư hoặc Minh Sư Thập Phương, thì dĩ nhiên quý vị chia sẻ phẩm chất của họ. Bất cứ gì họ có, quý vị có, bởi vì quý vị trở thành đồng nhất với chư Phật và với các vị Minh Sư. Chính vì thế, Ngài có tất cả lòng từ bi, sức mạnh của lòng từ bi bằng như chư Phật Thập Phương. Và lúc đó, Ngài đã đồng nhất, Ngài mất đi chính mình rồi, Ngài mất đi chính Ngài, mất đi bản ngã. Đó là lực lượng đầu tiên mà Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã đạt được qua pháp môn lắng nghe. Thứ nhì, Ngài đạt lực lượng thứ nhì. Thứ nhì, tâm con được hợp nhất với tất cả chúng sinh bên dưới trong lục đạo, và con đạt được sự thương cảm đồng đều đối với mọi chúng sinh. Phía trên, Ngài kết nối với chư Phật mười phương có tất cả lực lượng từ bi của họ. Và lực lượng thứ nhì là Ngài cũng kết nối với đẳng cấp thấp hơn, nghĩa là mọi chúng sinh trong lục đạo. Cụ thể là cõi địa ngục, địa ngục, cõi ngạ quỷ, ngạ quỷ, cõi súc sinh, súc sinh, cõi Atula, Atula, cõi người, người. Lục đạo là gì? Đại hàn. Cõi trời và người, trời và người, cõi Atula, Atula, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ và cõi súc sinh. Đúng thế, cô quên một cõi. Được, không sao. Ở tuổi của cô như vậy là giỏi rồi. Cô giỏi hơn tôi. Cả hai chúng ta đều đã già, chúng ta không nhớ, phải hỏi những người trẻ hơn. Được dịch là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, cõi súc sinh. Sao cũng được, chúng ta không quan tâm. Chúng ta cũng không muốn nhớ gì cả. Những điều này không tốt cho chúng ta. Chúng ta không liên quan. Hãy biến mất đi. Khi họ nói cõi trời không có nghĩa là thiên đàng cao. Đó có thể là thiên đàng của 33 cõi, có thể là thiên đàng của Đế Thích Thiên. Quý vị biết vị tinh nghịch đó luôn luôn gây rắc rối cho các vị minh sư và người tu hành. Đây cũng là thiên đàng, nhưng chúng ta không muốn kiểu thiên đàng đó. Họ thọ mạng ngắn ngủi và không xứng đáng để chúng ta chú ý hoặc mong muốn để đi đến đó. Chủ yếu là khi một người tu hành bắt đầu trên con đường tìm chân lý, những thiên đế từ những kiểu thiên đàng này luôn luôn đến xung quanh và tìm cách khảo họ và gây rắc rối cho họ, bởi vì các thiên đế lo lắng. Chính vì thế, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, bởi vì tu Quán Âm, Ngài có thể hợp nhất với chư Phật mười phương cũng như chúng sinh đau khổ từ cõi trời thấp xuống đến cõi địa ngục. Đó là điều Ngài nói. Có những câu chuyện về Quán Âm Bồ Tát liên quan đến Ngài là người nữ.
Ngài là phụ nữ và Ngài như một ni cô. Một lần, Ngài ra đời ở châu Á, nơi nào đó ở Trung Hoa. Ngài kết hôn với một người nam. Điều đó không sao, mọi thứ đều ổn. Một đêm, Ngài thấy người chồng có một sợi râu mọc không đúng chỗ, trông không hợp, trông không hay, nên Ngài dùng con dao. Tôi không nghĩ thời đó họ có kéo. Ngài cầm con dao và muốn cắt sợi râu đi. Bỗng nhiên, người chồng tỉnh dậy. Có lẽ hơi giật sợi râu khiến ông chồng bị đau. Ôi, rồi ông tỉnh dậy. Và ông nghĩ Ngài muốn giết ông. Rồi ông la toáng lên. Thế là cả nhà tỉnh dậy và muốn mang Ngài lên quan tòa. Nên Ngài bỏ trốn, cải trang thành đàn ông và đi vào chùa, rồi ở lại đó, muốn xuất gia, xuống tóc, mặc áo cà sa và mọi thứ chỉ mới nhập môn. Và một trong những người đi chùa, một cô gái, đem lòng yêu Ngài. Thật ra, Ngài là người nữ, nhưng cô gái đem lòng yêu bởi vì Ngài là người nữ, cả trang thành nam. Cho nên vẻ đẹp còn gấp đôi. Và Ngài còn trẻ, xinh đẹp và cải trang thành người nam, nhưng vẫn rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn là đàn ông thật, không râu, khuôn mặt không thô. Nên một cô gái đem lòng yêu vị tăng người nam phụ nữ này, và cô ấy cứ để mắt đến Ngài và quyến rũ Ngài. Nhưng dĩ nhiên, Ngài là người nữ, không quan tâm. Nhà sư bình thường còn tìm cách chạy trốn khỏi cám dỗ, đừng nói gì phụ nữ. Và dĩ nhiên, Ngài luôn từ chối tìm cách tránh né. Và người nữ này, cô gái này, là con của gia đình bề thế. Và vì vậy, cô tạo rất nhiều thống khổ. Và rồi vì thất vọng, hoặc có lẽ muốn gây rắc rối, hoặc chỉ để thỏa mãn dục vọng và ham muốn thể xác, cô ấy đã vụng trộm với người hầu hay ai đó, rồi có thai. Và dĩ nhiên, vào thời đó, nếu ai không chồng mà có thai, đó là một tội vô cùng lớn, đặc biệt nếu là phụ nữ con nhà gia giáo, cho nên họ đánh cô ta. Tòa án đào một cái hố trong đất để bụng của cô ta không bị tổn thương. Bắt cô ấy nằm xuống đặt bụng trong hố đó để không làm tổn thương em bé, rồi tìm cách đánh cô để cô ta thú nhận. Họ không cần phải đánh cô ta nhiều. Cô ta nói rằng vị tăng trong chùa đó là cha đứa bé. Dĩ nhiên, những gì cô không thể đạt được, cô ta chỉ muốn gây rắc rối cho Ngài. Cô ta muốn buộc Ngài kết hôn với mình, nhưng Ngài vẫn không kết hôn. Không muốn gì hết, chỉ chấp nhận tiếng xấu. Nhưng bởi vì không có bằng chứng, họ cũng không làm gì được vị tăng. Dù vậy, nó làm tổn thương thanh danh của Ngài. Sau khi cô ta sinh con, cả nhà và cô ta mang đứa trẻ đưa cho vị tăng nữ Quan Âm Bồ Tát để chăm sóc. Ngài cũng không nói gì cả, chỉ chấp nhận đứa bé và đi khất sữa để nuôi đứa bé cho đến khi nó trưởng thành. Và dĩ nhiên, nhà chùa đuổi Ngài ra, nhưng thương hại Ngài bởi vì sư trụ trì hỏi Ngài, và Ngài luôn luôn trả lời, không, con không làm vậy. Nhưng rồi vẫn phải đuổi vì luật là luật. Nhà chùa không thể có tu sĩ mang tiếng vụng trộm với ai đó và gây phiền phức. Tuy nhiên, sư trụ trì vẫn cảm thấy thương hại cho Ngài và cho phép Ngài ở lại bên ngoài, gần chùa, bên ngoài khuôn viên nhưng bên cạnh chùa. Vậy vẫn có thể có nơi nào đó để ở, như một túp lều nhỏ để chăm sóc đứa bé. Và Ngài khất sữa mỗi ngày, nhưng không bao giờ than phiền hay gì cả cho đến khi đứa bé khôn lớn. Và rồi một hôm Ngài bị bệnh và qua đời. Sau khi Ngài qua đời, mọi người nhận ra rằng Ngài thực ra là người nữ và bị buộc tội oan. Thế là họ đánh người phụ nữ đó lần nữa, và cô ấy thú nhận đó là vì cô ta đã si mê Ngài. Nhưng Ngài luôn luôn từ chối cô ta.
Vì vậy, cô ta muốn trả thù Ngài. Nên bịa ra chuyện như thế. Đó là một trong những chuyện về Ngài. Cũng có những chuyện khác nữa. Vậy đây là sự chịu đựng nhẫn nại của một vị thánh chân chính. Họ không màng. Cũng có câu chuyện khác, có lẽ chuyện của người Nhật hoặc người Hoa. Có lẽ tu sĩ Nhật, thiền sư nơi nào đó. Cũng có chuyện si mê khác của một số người gọi là Phật tử hoặc người đi chùa. Người thắp hương, người cúng dường táo lên Phật, rồi sau đó ăn. Người nữ đó cũng thích vị tăng, nhưng vị tăng không thích, và cô ấy cũng có thai với người khác rồi đổ lỗi cho ông. Và sau khi cô ấy sinh con, họ mang đứa bé đến chỗ ông, nói con của ông đây. Ông nói, ồ vậy à. Và họ nói, bây giờ ông phải chăm sóc đứa bé. Ông nói, ồ vậy sao. Họ để đứa bé lại. Rồi ông cũng chăm sóc. Ông không nói gì cả. Ông chỉ nói, thế hả? Vậy à. Nghĩa là đó là điều quý vị nói. Ông không nói rằng quý vị nói không đúng. Ông chỉ ngạc nhiên. Vậy à, sao cũng được. Nghĩa là quý vị nói gì cũng được. Và ông cũng chăm sóc đứa bé. Chuyện này gần với thời nay hơn. Được rồi. Vậy nên Quán Âm Bồ Tát tiếp tục. Đức Thế Tôn tiếp tục thưa với Phật. Phật tại thế trong chuyện này, do con phụng sự và cúng dường Đức Quán Âm Như Lai, có một vị Phật khác cũng có danh hiệu là Quán Âm và Ngài luôn phụng sự và cúng dường vị Phật này. Con đã nhận từ Đức Như Lai đó, nghĩa là từ Đức Phật Quán Âm, không phải là Ngài. Nên Đức Như Lai đó truyền Pháp Kim Cang Chánh Định của tất cả chúng sinh như ảo tưởng. Khi một người trở nên tự tại thông suốt với tánh nghe và tu tập tánh nghe, vì con đã đạt lực lượng từ bi giống y như tất cả chư Phật Như Lai, con đã thành tựu trong 32 ứng thân và đã vào khắp mọi quốc độ. Nghĩa là Ngài đã trở thành vô sở bất tại. Ngài có thể tùy ý đi vào mọi quốc độ, nhưng không phải như ý muốn của con người. Ngài làm mà không làm, muốn mà không có ý muốn. Bây giờ, Ngài có được 32 hóa thân để làm gì? Quý vị có thể có nhiều hơn, nhưng Ngài có 32, và như thế là đủ để đáp ứng tất cả 10 phương và đi vào bất cứ quốc độ nào để giúp con người. Vậy bây giờ Ngài sẽ kể lại. Ngài sẽ bảo quý vị biết Ngài có thể làm gì với hai lực lượng này. Vì Ngài có 32 ứng thân, hóa thân, để đáp ứng lời cầu nguyện của con người. Vậy bây giờ Ngài thưa với Đức Phật là Ngài có thể làm gì với lực lượng đó qua việc tu lắng nghe Quán Âm. Bạch Thế Tôn, nếu có chư vị Bồ Tát đã vào chánh định, tinh tấn tu, pháp vô lậu, có sự hiểu biết siêu việt và thể hiện viên thông, còn sẽ hiện ra trong thân Phật mà thuyết pháp, khiến cho họ đạt giải thoát. Ngài có thể hiện thân thành như một vị Phật. Nếu có hàng hữu học, đó là một lý do mà Ngài có thể giúp trường hợp kế. Nếu có hàng hữu học với tâm diệu minh vắng lặng, họ siêu việt, màu nhiệm và biểu hiện sự hoàn mỹ, con sẽ hiện ra trước họ trong thân của vị độc giác mà thuyết pháp, khiến cho họ đạt giải thoát. Độc giác là như một vị Phật tự khai ngộ. Phật tự khai ngộ. Ngài cũng có thể hiện ra như vậy. Không những là Phật, như Phật Thích Ca Mâu Ni, mà còn là độc giác Phật nữa. Các vị độc giác Phật thường thì họ không dạy, họ tự mình đạt khai ngộ.
và họ không dạy nhiều đệ tử lắm. Nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni thì như một vị Phật bình thường, dạy đệ tử, lãnh nghiệp chướng của họ, vân vân, giải thoát cho họ. Lực lượng kế tiếp, khả năng kế tiếp. Nếu có hàng hữu học nào đã đoạn trừ 12 nhân duyên và do nhân duyên đã đoạn nên đạt tánh thù thắng, họ siêu việt vi diệu và biểu hiện sự hoàn mỹ còn sẽ hiện ra trước họ trong thân của một vị duyên giác và thuyết pháp khiến cho họ đạt giải thoát. Còn tùy vào người cần giúp. Nếu họ cần một vị Phật, thì Quán Âm Bồ Tát sẽ hiện ra là Phật. Nếu họ thích vị độc giác Phật hơn, thì Ngài sẽ hiện ra như vậy. Và nếu một người cần được giải thoát bởi một vị duyên giác, thì Ngài sẽ hiện ra như vậy. Ngài chỉ hiện ra trong thân thể khác nhau, hình dạng khác nhau. Nếu có hàng hữu học đã đạt tánh không của Tứ Diệu Đế và đang tu đạo, Tứ Diệu Đế hôm qua chúng ta nói rồi, đã đạt đến tịnh diệt, có tánh siêu việt và biểu hiện sự hoàn mỹ còn sẽ hiện ra trước họ trong thân của một vị thanh văn và thuyết pháp, khiến cho họ đạt giải thoát. Ngài có thể xuất hiện bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, tùy vào nhân duyên của người gọi là học đạo, đệ tử. Nhưng quý vị lưu ý ở đây, đệ tử này, người gọi là hành giả, đã đạt hoàn mỹ vi diệu, siêu việt, biểu hiện sự hoàn mỹ, có tánh siêu việt, vân vân. Và cũng đang tu đạo, nhưng có lẽ thiếu một chút hướng dẫn để đạt sự hoàn mỹ hoặc giải thoát. Vậy thì lúc đó Quán Âm Bồ Tát có thể hiện ra thuyết pháp cho họ cắt bỏ nút buộc cuối cùng để người đó có thể đạt giải thoát, không phải là người thường. Mọi điều được nói ở đây, người đó có tánh siêu việt, cũng biểu hiện sự hoàn mỹ và đang tu đạo và các pháp khác nhau. Hầu như đã đắc đạo nhưng không có hướng dẫn để tiếp tục leo lên, có lẽ bậc thang cuối cùng mà họ phải leo thì Ngài có thể đến giúp. Nhưng không có sự giúp đỡ đó, người này có lẽ sẽ không bao giờ có thể cắt đứt nút buộc cuối cùng rồi đạt giải thoát. Cho nên đó là sự giúp đỡ tốt. Ví dụ như, một số người rất thành tâm muốn tu đạo, nhưng không có minh sư trên thế giới, không có Phật xuất hiện lúc đó. 12 vị Phật trong một ức kiếp, hàng trăm năm, hàng ngàn năm, một vị Phật thôi. Cho nên trong thời gian đó, có lẽ không có vị nào để hướng dẫn người này. Mà người này đã gần đến đích, nhưng có lẽ lạc đường. Và một khi mất đi dịp đó, quý vị phải tái sinh trở lại và tu hành lần nữa cho đến hàng ngàn, trăm ngàn năm chờ một vị Phật đến để sửa nút thắt cuối cùng cho quý vị. Cho nên Quán Âm Bồ Tát nhờ lực lượng của Ngài mà Ngài thậm chí có thể dùng hóa thân, không cần phàm thân. Thông thường, con người cần một vị minh sư tại thế để truyền một pháp môn hoặc phước lành để đạt giải thoát hoặc khai ngộ. Nhưng do Quán Âm Bồ Tát có uy lực, Ngài tu pháp môn Quán Âm, Ngài có thể hóa thân, hiện ra như thể một phàm thân và dạy người đó. Nhưng vì người đó đã trả giá, nên chỉ cần một cơ hội cuối cùng để đi đến cõi giải thoát. Và bởi vì lúc đó không có Phật, không có minh sư ở miền đất đó hoặc trong vùng của người đó, và họ cũng không biết đi đâu để tìm. Vậy Quán Âm Bồ Tát làm được điều đó, không phải tuyệt diệu sao? Cứ chờ minh sư thì quý vị thành hưu cao cổ mất. Cứ khao khát tìm kiếm minh sư ở đâu? Có lẽ một trong những người tu hành khao khát minh sư, nên
cổ họ trở nên dài và tái sinh làm hươu cao cổ, tôi không biết. Nói đùa thôi. Vậy có trường hợp khác. Quán Âm Bồ Tát giúp rất nhiều, bảo rồi lịch của Ngài rất dài. Chúng ta chưa đến phần giải thích và sự khích lệ cho chúng ta tại sao chúng ta nên tu Pháp Môn Quán Âm. Chúng ta mới có gặp một vị Bồ Tát tu Pháp Môn Quán Âm. Đây là Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta chưa đi đến đâu hết. Ở lại thêm đi. Nếu quý vị muốn nghe phần kết của bộ phim, phần kết của truyện, sau phần này, Văn Thù Sư Lợi, vị đệ tử đệ nhất trí huệ của Phật, sẽ giải thích cho quý vị từng pháp một. Ngài sẽ phân tích pháp nào không tốt và tại sao Pháp Môn Quán Âm là tốt. Lúc này Quán Âm Bồ Tát mới có quảng cáo rằng nhờ Pháp Môn Quán Âm Ngài đã trở nên uy lực dường nào và Ngài hữu ích thế nào cho các chúng sinh khác trên lục đạo và ngay cả cho thiên đàng. Vậy chúng ta chưa đi đến đâu cả. Ngài chỉ mới nói vài điều. Ngài còn nhiều hơn để kể quý vị. Làm quý vị tò mò, thích thú. Như vậy tốt. Và sau đó, khi Văn Thù Sư Lợi giảng giải tại sao chúng ta phải tu hành, tại sao chúng ta không nên tu pháp này, tại sao không nên tu pháp kia, từ tất cả 25 pháp, tại sao không không, và tại sao tu pháp này, thì quý vị sẽ chấp nhận. Bởi vì quý vị muốn trở nên có uy lực như Quán Âm Bồ Tát. Nếu có chúng sinh muốn tâm được tỏ ngộ, không còn vướng mắc, ái dục hồng trần và muốn thân thanh tịnh, còn sẽ hiện ra trước họ trong thân Phạm Vương mà thuyết pháp cho họ, nói giáo lý chân chính của họ, khiến cho họ đạt giải thoát. Pháp có nghĩa là giáo lý chân chính, quý vị biết điều đó cả rồi, hy vọng vậy. Nếu có chúng sinh muốn làm thiên chủ, thống lãnh các thiên nhân, con sẽ hiện ra trước họ, trong thần đế thích, và thuyết pháp cho họ, giúp cho họ được thành tựu ước nguyện. Nếu chúng sinh muốn có thần tự tại để du hành khắp mười phương, còn sẽ hiện ra trước họ trong thân của một vị thần từ thiên đàng tự tại và thuyết pháp cho họ, giúp cho họ được thành tựu ước nguyện. Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại và phi hành giữa hư không, còn sẽ hiện ra trước họ trong thân của một vị thần từ thiên đàng tự tại và thuyết pháp cho họ, giúp cho họ thành tựu ước nguyện. Nếu có chúng sinh muốn thống lĩnh quỷ thần để cứu và bảo vệ đất nước, còn sẽ hiện ra trước họ trong thân thiên đại tướng quân và thuyết pháp cho họ, giúp cho họ thành tựu ước nguyện. Ngài nói các pháp khác nhau, theo các ước nguyện khác nhau. Ngài dạy họ những pháp khác nhau. Có lẽ như thần chú khác, pháp khác, làm sao để thành tựu ước nguyện này như thiên đại tướng quân. Bằng không, Ngài đã có thể hiện thân là một vị Phật hay bất cứ vị thánh nào. Nhưng Ngài hiện thân thiên đại tướng quân để người ước muốn làm điều đó tin cậy. Nói, ồ, Ngài là thiên đại tướng quân, đó là điều tôi muốn bây giờ. Cho nên, họ cầu nguyện và Ngài nghe được mọi điều. Thành ra người châu Á, Phật tử, họ vô cùng tin tưởng Ngài Quán Âm Bồ Tát. Bởi vì họ tin rằng Ngài nghe khắp mọi phương, Ngài nghe tất cả lời cầu nguyện và đáp ứng kịp thời. Có lẽ Ngài có đáp ứng, nhưng không phải ai cũng thấy được Ngài. Một trong những vị tăng tôi quen biết lúc ban đầu, có lẽ ông phục vụ trong quân đội hay gì đó, tôi không nhớ. Ông nằm trong nhóm
khoảng trên 12 người bị bắn chết toàn bộ. Nhưng suốt đời, ông luôn niệm Ngài Quán Âm Bồ Tát. Ngay cả trước khi ông đi xuất gia, ông chỉ là vị tăng thường, không phải tỳ kheo. Không phải tỳ kheo thọ giới đầy đủ. Ông không chết. Ông chỉ ngã xuống, và nằm trên ông là những xác chết khác. Nhưng đạn không trúng ông. Có lẽ sau này, hay trong kinh khác, nói rằng bất cứ ai thường kính cẩn niệm danh hiệu Ngài Quán Âm Bồ Tát với tấm lòng thuần khiết và thành tâm, thì lửa sẽ không thiêu đốt, nước sẽ không nhấn chìm, đạn không thể làm chết họ. Cho nên ông nói với tôi là ông tin, bởi vì điều đó đã xảy ra với ông. Trong nhóm ai cũng chết, ngoại trừ ông. Đó là việc trả thù hay chính trị. Nhưng ông nói, Bồ Tát thật sự đã cứu mạng ông. Ông vẫn còn sống. Ông là một trong số nhà sư tị nạn mà tôi giúp vào lúc đó. Trước và sau khi tôi kết hôn, tôi là thông dịch viên trong một trại tị nạn. Và ông kể tôi nghe chuyện đó. Và ông là một trong bốn nhà sư đã chứng kiến khi tôi lập nguyện trong tâm. Tất cả nhang, cả bó nhang lớn như thế này, tất cả đều uốn cong. Nhưng không tàn nhang nào rơi xuống, chỉ uốn cong lại nhưng không rơi xuống. Thông thường nếu tàn tro quá dài, sau khi cháy, tro sẽ rơi xuống, nhưng không. Không một mm tàn tro nào rơi xuống từ cả bó nhang. Nên ông và các nhà sư khác nói, ồ, điều gì cô đã nguyện? Hẳn là vĩ đại và nó sẽ trở thành hiện thực. Tôi không biết. Tôi không biết mình đang cầu điều gì. Nó đã trở thành sự thật. Đúng vậy. Không, tôi không hối tiếc. Tôi chỉ đùa thôi. Tôi không hối tiếc. Tôi mừng nó đã trở thành sự thật. Cả bó nhang. Không chút tàn tro nào rơi xuống. Nó cháy đến khi hết nhang. Và tàn nhang chỉ đứng như vậy hay uốn cong nhưng không rơi. Cả một bó tro. Chỉ có tro, không gì bên trong hết. Không gì bên ngoài đã cháy hết. Và đứng đó như nhang mới. Như chưa cháy. Cháy rồi, phải thành tro hết, nhưng không hề rơi. Và đó là lý do họ nói với tôi, nếu tôi lập nguyện và tàn nhang không rơi chút nào, thì bất cứ điều gì tôi nguyện đều sẽ trở thành hiện thực. Và họ biết đó hẳn là lời nguyện rất vĩ đại, không phải nguyện bình thường. Tôi không nói cho họ biết. Họ bảo tôi đừng nói cho chúng tôi biết điều cô nguyện, chỉ cần lập nguyện rồi đốt nhang. Xem nó sẽ như thế nào. Và chuyện là thế đó. Vậy ông là một trong những nhà sư chứng kiến chuyện trên, và cả gia đình ông đều xuất gia. Ông, vợ ông, con gái, con trai cũng đều xuất gia. Tất cả họ trở thành tăng ni và họ vẫn sống ở Đức. Họ có ngôi chùa riêng. Mới gần đây tôi gửi cúng dường họ một ít tiền để sửa chữa hay để trả tiền nợ nhà hoặc bất cứ gì. Tôi tìm kiếm và thấy được họ, bởi vì họ đã thay đổi địa chỉ từ lâu lắm rồi. Tôi mừng là đã tìm được họ. Tôi cũng dạy họ pháp môn Quán Âm. Chỉ có người mẹ và cô con gái học thôi, hai nhà sư nam, không nghĩ đến việc học pháp. Bởi vì lúc đó tôi thậm chí không phải là ni cô, không là gì cả. Tôi lên Hy Mã Lạp Sơn và trở lại, rồi có vài đệ tử. Tôi trở lại đó thăm họ. Và rồi họ tin tôi. Họ học với tôi và tu hành. Vì vậy, bây giờ họ biết hết. Biết tôi là ai bên trong. Vậy, khi có người nào hỏi bà có khỏe không, bà ấy nói, ồ, nhờ sự gia trì và ân điển của sư phụ, tôi đã hơn 80 tuổi, nhưng vẫn còn rất, rất khỏe mạnh. Bà ấy nói chuyện như quý vị. Nói chuyện như đồng tu quý vị. Đã lâu lắm rồi. Tôi tưởng họ không còn tiếp tục theo. Được rồi. Sao tôi kể chuyện này nhỉ? Không biết nữa. À, là Ngài Quán Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát thật sự đạn không làm chết được. Có người cũng tường trình rằng lửa không thiêu đốt họ được trong trường hợp nào đó trong đời họ. Và đáng lẽ họ đã chết đuối, nhưng lại không.
Có gì đó đã giúp họ hay họ chỉ nổi trên mặt nước. Lực lượng của Ngài Quán Âm rất vĩ đại. Cũng còn tùy vào sự thành tâm và nghiệp của quý vị. Một trong những thường trú trước đây, cũng lâu lắm rồi khi tôi mới ra lò, tôi không có nhà cửa gì hết, không nhà, không cửa gì hết. Chúng tôi cắm lều bên bờ sông Hảo Trà ở Bình Đông. Có một nữ thường trú ngã vào một hố nước lớn và sâu. Nhưng cô ấy không chết đuối, không nghẹt thở, không bị gì cả. Tôi chỉ lấy cây gậy tre, câu cô ấy ra. Cô ấy bám vào cây gậy, rồi họ kéo cô ấy lên. Và khi lên khỏi hố rồi, cô ấy không bị nghẹt thở, không ho, không sặc nước, không sao hết. Tôi hỏi cô ấy, cô có ổn không? Cô ấy nói dạ, con ổn. Cô thấy mọi thứ trong nước cũng y như ở đây. Và con cũng có thể thở, cô ấy nói với tôi vậy. Cô ấy thở trong nước, mà lúc đó nước không vào phổi. Lúc đó, chúng tôi không nghĩ nhiều về chuyện này. Có quá nhiều chuyện xảy ra. Nên chúng tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Giống như mỗi khi tôi đi đến gần dòng nước và chỉ rửa tay, hàng ngàn chú cá bay lên không, bay lên, bay xuống. Một hồi rất lâu, chúng ta vẫn còn vài đồng tu nam lớn tuổi đã chứng kiến. Lúc đó, tất cả người xuất gia đều chứng kiến điều này. Họ, những con cá bay và bay lên không, đang xen vào nhau. Khắp mặt hồ đầy cá bay. Mà đây không phải là cá chuồng, chỉ là cá bình thường, cá nhỏ khoảng cỡ này. Và họ bay cao và đang xen vào nhau, rất vui mừng. Có lần tôi đi vào một cánh đồng cỏ, tất cả mấy con dế, họ kêu rít rít như vậy. Tất cả đều nhảy rất cao lên không. Họ nhảy lên rồi hạ xuống. Nhảy lên, nhảy xuống, múa may. Ồ, một hồi rất lâu. Thậm chí gần đây, đôi khi tôi cho cá ăn ở đây. Mỗi khi tôi đi ngang qua, họ không động đậy, không gì cả. Nhưng mỗi khi tôi đến gần chỗ mà tôi cho họ ăn, ngay cả đi nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Không tiếng động vì tôi đi dép. Và thậm chí trước khi tôi đến, họ đã biết tôi đang đến. Cá trong ao cứ bay lên không. Bay lên và tạo ra rất nhiều tiếng chim chíp. Họ đang múa cho ngài xem ạ. Ồ, nhảy và bay. Và đó là thời gian vô cùng hạnh phúc. Vì quý vị mà mấy ngày nay tôi chưa cho họ ăn chút nào, nhưng tôi đã bảo thị giả cho họ ăn. Hy vọng là họ làm. Họ cho cá ăn, nhưng ở chỗ khác. Tôi cho cá ăn gần chỗ mấy bạn chó. Và mỗi khi tôi ở nhà, vừa mới đi ra, thậm chí chưa gần chỗ tôi cho ăn mà tất cả họ đều nhảy lên biểu diễn. Nhảy lên không và múa lượn trong nước. Họ làm đủ thứ. Họ là những chúng sinh rất đẹp, rất biết ơn. Nơi đây là khu du lịch, nhưng về sau, họ đổi thành loại khu nghỉ dưỡng cho Phật tử. Cho nên, nhiều người đã mang cá và rùa đến phóng sinh vào ao hồ cho có công đức. Họ mua cá và rùa, rồi thả vào nước. Nhưng không ai chăm sóc cá và rùa và nước rất bẩn. Vì vậy, tôi đã bảo người làm việc tìm cách làm sạch nước để cá không bị ngợp. Hoặc có lẽ chúng ta sẽ đem một số cá ra và thả vào nguồn nước lớn, sông lớn, để họ có thể bay nhảy và bơi lội khắp nơi, tự do. Nơi này thừa kế rất nhiều thứ, rất nhiều công việc, vịt, cá, rùa, chim, sóc. Chúng tôi cho họ ăn mỗi ngày ở những nơi khác nhau. Và mỗi khi tôi đi ra ngoài, mấy chú vịt đều đến và nhảy lên, chạy tới tôi. Cho dù tôi không cho họ ăn nữa, không có thời gian, nên tôi nói xin lỗi, tôi không thể cho ăn được nữa, không thể đáp tình cảm của các con. Cứ ở tại chỗ của các con, thầy giả của ta sẽ cho các con ăn mỗi ngày. Ta sẽ bảo đảm điều đó. Họ nghe lời, nhưng họ cứ nhảy tới tôi. Như thế này. Thật dễ thương, nhưng tôi không muốn.
Ta nói ta không muốn làm quen với các con. Làm ơn mà, vì biết không, ta sẽ đau lòng. Nhưng tôi vẫn phải chăm sóc họ. Lần trước có một chú vịt bị bệnh nặng, đi tiêu chảy nhiều ngày liền. Và họ đưa chú đến bác sĩ, đến nhầm bác sĩ và không chữa được, không gì hết. Sau đó chúng tôi đưa đến đúng bác sĩ. Một đồng tu nam biết đó là bác sĩ giỏi hơn, chuyên hơn về vịt và gia cầm. Nên sau đó chú vịt khỏi bệnh. Nhưng phải mất một thời gian, chúng tôi phải đặc biệt chăm sóc. Thông thường vịt chạy xa mình nhưng chú vịt này không chạy, bởi vì họ biết tôi. Vậy nên tôi đã dùng áo khoác để phủ lại nhanh. Và rồi nhấc chú lên, mang chú lại cho họ để đưa đi bác sĩ. Thậm chí vài chuyện nhỏ đây, vài chuyện nhỏ đó, nhưng luôn luôn là ma gây ra. Rất nhiều công việc cho tôi. Rất nhiều công việc. Thôi đủ rồi, trời ơi. Dạ, chúng con thích chuyện sư phụ kể. Thích chuyện à, thật sao? Quý vị thương vịt cá. Và những chú rùa cũng tìm cách nổi lên. Họ nổi lên chờ ăn chung với cá. Cho cá, họ làm những viên thức ăn nhỏ thuần chay, rùa cũng có thể ăn một số, rất dễ thương, rất dễ thương. Rùa đến chỉ nhô đầu lên, thân mình thì không. Thân mình rất nặng nhưng nhô đầu lên những cái đầu nhỏ xíu, rất dễ thương. Nếu họ thấy tôi, họ cũng tìm cách nổi lên. Bình thường quý vị không thấy họ, nhưng nếu họ nghe hay thấy tôi, hoặc nếu có thức ăn, thì họ tìm cách đến. Rùa quá chậm, cá quá nhanh, nhưng rùa vẫn có được một chút. Tôi đoán họ cũng ăn gì đó trong hồ nữa. Rùa không cần nhiều, chỉ là họ thích được cho ăn, để có sự thay đổi. Bởi vì tình thương, tôi đoán vậy, bởi vì tôi cũng ước mong họ thoát khỏi cảnh đói khát và mãi mãi được giải thoát. Không bao giờ cần ăn và phụ thuộc vào con người nữa, và họ thích như thế. Họ rất biết ơn. Được rồi, có lẽ lần tới tôi sẽ gặp quý vị. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị minh sư nhập Niết Bàn, và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ, hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, để dịch kinh điển, để tôi có thể đọc cho quý vị. Chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi tất cả chư Phật, quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng. Mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Ngày mai chúng ta phải dời đi. Quý vị biết chỗ kia rồi. Gần sát bên thôi. Tôi cũng thích nơi đó. Chỉ là không thoải mái cho quý vị. Nhưng tôi thích ở đó hơn. Dưới cây cối, thiên nhiên và hang động quen thuộc của tôi. Rất nhiều cây cối và chỉ cảm thấy thiên nhiên hơn, dễ dàng hơn. Nhưng khi trời mưa, chỗ đó không tiện cho việc ngồi thiền. Bằng không, tôi thích ở đó. Tôi thật sự không thích tòa nhà hoặc gì cả. Thật sự không, không. Nếu có tòa nhà, tôi sẽ ở nếu phải ở. Nhưng tôi không chọn nó. Được rồi, đến giờ đi ngủ rồi. Anh Ares, anh ngủ à? Anh Sách, anh ngủ à? Các anh đang ngủ hả? Đinh, 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 đòn. Ngủ ngon nhé. Ngày mai gặp lại. Chiều tối mai về à? Ồ, tí quá. Cảm ơn sư phụ về mọi thứ. Tạm biệt, sao về sớm vậy? Rất nhiều nghiệp ở nhà. Đầu tiên là bế quan 3 ngày, họ thông báo là bế quan 3 ngày. Vì vậy, rất nhiều người đặt chuyến bay theo lịch trình đó. Ồ, tôi hiểu, dạ. Dĩ nhiên bế quan 3 ngày, nhưng không có nghĩa là quý vị phải đi về hoặc không thể đến sớm.
Có những người đến sớm và họ không về. Vì họ muốn ở lại càng lâu càng tốt. Nhưng nếu muốn, quý vị có thể ở. Nhưng nếu muốn về thì dĩ nhiên. 3 ngày tiện hơn cho mọi người, chỉ 3 ngày. 1 tuần là quá lâu, phải không? Quá lâu. Rất nhiều công việc ở nhà và con cái, cha mẹ. Và tiền nợ nhà, bảo hiểm xe. Tất cả mấy thứ này rất quan trọng. À, thật đáng tiếc. Mấy thứ này thật sự trói buộc. Tất cả chúng ta lại, và dường như chúng ta không thể thoát được. Quý vị thoát được không? Hãy ở lại đây, đừng đi. Con nghĩ không có điều gì là không thể nếu chúng ta dùng sức mạnh ý chí. Không, thật sự không. Nếu quý vị muốn, quý vị có ý chí tự do. Chỉ là nếu quý vị có gia đình, con cái và cha mẹ lớn tuổi, sống nương nhờ vào quý vị thì đó là vấn đề. Gia đình là một vấn đề lớn. Mọi người thường nói với tôi, ồ, sư phụ ơi, nếu biết ngài sớm hơn, con đã đi theo ngài, con đã không kết hôn. Nhưng đã theo tôi rồi mà họ vẫn kết hôn. Đùa thôi, quý vị biết mà. Họ chỉ nói thế cho vui. Con có thể đổi ý. Ồ, thật buồn cười. Quý vị không phải bỏ nhà đi theo tôi. Ý tôi là ở một mình và tu hành, đi theo con đường tu hành. Nếu không, thì quý vị vướng mắc vào một điều gì khác. Rồi từ điều khác đó sẽ dẫn đến một điều khác. Và nó không bao giờ kết thúc. Không bao giờ kết thúc. Luôn luôn là vậy. Thành ra tôi luôn luôn cố gắng đơn giản hóa cuộc sống của tôi. Mặc dù cuộc sống của tôi vẫn còn phức tạp, tôi đơn giản hóa tối đa cuộc sống cá nhân của tôi thì sẽ không tệ lắm. Vì vậy, tôi giảm thiểu số người cần phải chăm sóc cho nhà tôi, nấu ăn cho tôi. Nhà bếp, không phải lúc nào họ cũng nấu theo khẩu vị của tôi, nhưng thôi, ăn cùng với mọi người thì đơn giản hơn. Tinh khiết hay không, tôi chẳng bận tâm. Chỉ cần có gì đó, chỉ là kiếm cớ để ăn và tiếp tục sống. Bằng không, nếu tôi tự nấu như trước đây, lúc đó là hoàn cảnh khác, tôi phải nấu. Nhưng bây giờ, nếu không phải nấu, thì tôi làm việc khác. Dạo này, tôi không nghĩ tôi có thể tự nấu cho mình nữa. Tôi hầu như không có thời gian ăn, đừng nói chi đến nấu. Xả bỏ những gì có thể hoặc chịu đựng. Hãy ráng chấp nhận đời mình. Có thể chịu được gì thì chịu. Cảm ơn Sư Phụ.